Rồi chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình mới về và về được mới cũ rời xe máy nha mọi người. Đây cũng mới motor nè. Này mình về motor mới nha. Motor 775 nè. Nguyên zin luôn nha. Anh em cần gì thì cứ liên hệ mình. Còn đây là cái cũ đề giảm tốc kết hợp motor 775 nha. Thì mình đã làm được hai cái, và cái này là cái giảm tốc dành cho máy cắt cỏ nha mọi người. Đó. Thì ba cái này là mình gửi cho khách nè. Chuẩn bị mình giao cho khách. Còn mấy cái này mình chưa có làm nha. Mấy cái này mình chưa có làm. Thì anh em này cần gì thì cứ alo liên hệ mình nha. Liên hệ số điện thoại mình để góc sáng màn hình đó. Đây thì mình test tay motor kết hợp giảm tốc này, mình quay rất là nhẹ luôn nha mọi người. Đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test và gửi cho khách nha. Đây mọi người. Rồi, củ này là củ dành cho máy cắt cỏ nha mọi người. Đó. Thì anh em này cần cứ liên hệ cho mình nha. Rồi, chào tất cả mọi người.